Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 2 cổng logic các định lý thiết kế mạch tổ hợp của môn lý thuyết kỹ thuật số. Tiếp tục nội dung thứ 5, sự đa năng của cổng nền, cổng nò. Sang phần B nhỏ của phần 2.5 là sự đa năng của cổng nò. Cổng nò cũng có tính chất giống cổng nền nên được gọi là cổng đa năng. Đây là ký hiệu của cổng nò hai ngõ vào A và B, ngõ ra Y. Phương trình của cổng nò y bằng phủ định của A, O, B. Bây giờ ta tiến hành chế tạo cổng nót từ cổng nò. Đây là ký hiệu của cổng nót và phương trình của cổng nót là y bằng phủ định của A. Ta tiến hành biến đổi phương trình của cổng nót về dưới dạng phương trình của cổng nò. Phương trình của cổng nót y bằng phủ định của A. Áp dụng các định lý đã học, A, O với A cũng chính bằng A. Đến đây ta có phương trình là y bằng phủ định của A, O với A. So với phương trình của cổng nò thì y bằng phủ định của a o với b. Ta tiến hành cho tín hiệu b bằng luôn tín hiệu a, xem như là hai ngõ vào của cổng nò nối chung lại với nhau. Khi đó cổng nò đóng vai trò là cổng nót. Hoặc ta có cách lý giải thứ hai, từ phương trình của cổng nò y bằng phủ định của a o b, ta cho tín hiệu b bằng với tín hiệu a, xem như là hai ngõ vào nối chung lại với nhau và cùng nhận tín hiệu a. A O với A chính bằng A. Và như vậy phương trình của cổng nò bây giờ là Y bằng phủ định của A, xem như là phương trình của cổng nót. Tiếp theo là chế tạo cổng O từ cổng nò. Đây là ký hiệu của cổng O hai ngõ vào và phương trình của cổng O là Y bằng A O B. Tiến hành biến đổi phương trình của cổng O về dưới dạng phương trình của cổng nò. Ta có Y bằng A O B. Áp dụng định lý phủ định hai lần thì bằng chính nó. Và phủ định lần đầu tiên của AOB chính là phương trình của cổng O. Phủ định lần thứ hai chính là cổng đảo, dùng luôn cổng nò. Như vậy, để chế tạo cổng O, ta sử dụng hai cổng nò. Cổng nò thứ nhất và cổng nò thứ hai đóng vai trò là cổng nót. Đây là mạch điện của cổng O sử dụng hai cổng nò. Cổng nò thứ nhất là phủ định của hai tín hiệu AOB. Cổng nò thứ hai đóng vai trò là cổng nót. Sang phần tiếp theo là chế tạo cổng N từ cổng nò. Đây là ký hiệu của cổng N hai ngõ vào. Phương trình của cổng N y bằng a n b. Ta tiến hành biến đổi phương trình của cổng N về dưới dạng cổng nò. Ta có y bằng a n b. Áp dụng định lý phủ định hai lần thì bằng chính nó. Và áp dụng định lý đề một găng, phủ định của một tổng thì bằng tích các phủ định. Kết quả cuối cùng ta có y bằng phủ định của a đảo o với b đảo. Và từ phương trình này ta tiến hành vẽ mạch dùng cổng nò. Sử dụng cổng nò thứ nhất đóng vai trò là cổng đảo, để đảo tín hiệu A thành tín hiệu A đảo. Sử dụng cổng nò thứ hai đóng vai trò là cổng nót, để đảo tín hiệu B thành tín hiệu B đảo. Sử dụng cổng nò thứ ba tiến hành nò hai tín hiệu A đảo và B đảo. Như vậy, để chế tạo cổng N từ cổng nò, ta sử dụng ba cổng nò. Tiếp theo là phần chế tạo cổng nền từ cổng nò. Đây là ký hiệu của cổng nền hai ngõ vào. Phương trình của cổng nền y bằng phủ định của a n b. Tiến hành biến đổi phương trình của cổng nền về dưới dạng phương trình của cổng nò. Ta có y bằng phủ định của a n b. Áp dụng định lý đề một găng, phủ định của một tích thì bằng tổng các phủ định. Kết quả ta có y bằng a đảo o với b đảo. Áp dụng định lý phủ định hai lần thì bằng chính nó. Việc biến đổi phương trình của cổng nền về dưới dạng phương trình của cổng nò đến đây dừng lại. Và bây giờ ta tiến hành vẽ mạch theo phương trình này sử dụng các cổng nò. Cổng nò thứ nhất đóng vai trò là cổng đảo, có chức năng đảo tín hiệu A thành tín hiệu A đảo. Cổng nò thứ hai cũng đóng vai trò là cổng đảo, có chức năng đảo tín hiệu B thành tín hiệu B đảo. Cổng nò thứ ba tiến hành nò hai tín hiệu A đảo với B đảo. Cổng nò thứ tư đóng vai trò là cổng đảo. Như vậy, ta đã thực hiện việc chế tạo cổng nền từ cổng nò. Một cổng nền tương đương với 4 cổng nò. Bây giờ ta tiến hành chế tạo cổng so từ cổng nò. Đây là ký hiệu của cổng so hai ngõ vào. Phương trình của cổng so y bằng a so b bằng a b đảo o với a đảo b. Tiến hành biến đổi phương trình của cổng so về dưới dạng phương trình của cổng nò. Từ phương trình của cổng so, ta áp dụng định lý phủ định hai lần thì bằng chính nó. Và ta áp dụng định lý đề một găng.
Từ tổng ta biến thành tích và từ tích ta biến thành tổng. Kết quả ta được phủ định của hai tích A đảo O với B, N với A, O với B đảo. Ta tiếp tục áp dụng định lý đề mọt gân cho dấu phủ định còn lại. Phủ định của một tích thì bằng tổng các phủ định. Kết quả ta được Y bằng phủ định của A đảo O với B, O với phủ định của A, O với B đảo. Ta lại tiếp tục áp dụng định lý phủ định hai lần thì bằng chính nó. Và việc biến đổi đến đây tạm thời dừng lại. Ta tiến hành vẽ mạch theo phương trình này, sử dụng các cổng no hai ngõ vào. Cổng no thứ nhất đóng vai trò là cổng nót để phủ định tín hiệu A thành tín hiệu A đảo. Cổng no thứ hai cũng đóng vai trò là cổng nót dùng để phủ định tín hiệu B thành tín hiệu B đảo. Cổng no thứ ba chính là no hai tín hiệu A đảo với B. Đây chính là no của A đảo với B. Cổng no thứ tư chính là no hai tín hiệu A với B đảo. Đây chính là no của A với B đảo. Cổng no thứ năm đóng vai trò là no hai tổng này lại, chính là no của phủ định A đảo O với B và phủ định của A O với B đảo. Cổng no cuối cùng đóng vai trò là cổng nót, chính là dấu gạch trên cùng của phương trình Y. Như vậy chúng ta đã thiết kế xong cổng so bằng cổng no và một cổng so tương đương với 6 cổng no. Sang phần chế tạo cổng XNOR từ cổng NOR. Đây là ký hiệu của cổng XNOR hai ngõ vào. Phương trình của cổng XNOR Y bằng phủ định của A so B bằng AB O với A đảo N B đảo. Ta tiến hành biến đổi phương trình của cổng XNOR về dưới dạng phương trình của cổng NOR. Từ phương trình của cổng XNOR, ta áp dụng định lý phủ định hai lần thì bằng chính nó. Sau đó áp dụng định lý đề mọt gân phủ định của một tổng thì bằng tích các phủ định. Sau đó chúng ta áp dụng tiếp tục định lý đề mọt gân để biến đổi phủ định của một tích thành tổng các phủ định. Và đến đây chúng ta được Y sẽ bằng phủ định của A đảo O với B đảo, O với phủ định của A O B. Tiếp tục áp dụng định lý phủ định hai lần thì bằng chính nó. Và đến đây việc biến đổi dừng lại. Ta tiến hành vẽ mạch sử dụng cổng NOR theo phương trình này. Cổng NOR thứ nhất đóng vai trò là cổng đảo, có chức năng đảo tín hiệu A thành tín hiệu A đảo. Cổng NOR thứ hai cũng đóng vai trò là cổng đảo, có chức năng đảo tín hiệu B thành tín hiệu B đảo. Cổng NOR thứ ba tiến hành NOR hai tín hiệu A đảo với B đảo. Cổng NOR thứ tư có chức năng NOR hai tín hiệu A và B lại với nhau. Đây chính là NOR của hai tín hiệu A và B. Cổng NOR thứ năm có chức năng là NOR hai đại lượng này lại với nhau. Đại lượng thứ nhất là phủ định của A đảo O với B đảo. Đại lượng thứ hai là phủ định của A O B. Cổng NOR thứ sáu đóng vai trò là cổng NOT, chính là dấu gạch trên cùng của phương trình Y. Như vậy ta đã thiết kế xong cổng XNOR sử dụng 6 cổng NOR hai ngõ vào. Phần trình bày sự đa năng của cổng NOR đến đây kết thúc. Các bạn xem những gì đã trình bày có vấn đề nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm hoặc để lại lời bình luận. Và nếu thấy hay thì hãy bấm like. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành xem các video tiếp theo.